Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genesaret lê và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rào khắp vùng ấy mà nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người. Và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa. Người ta chạy đi đôn đáo để tìm gặp Chúa Giêsu và đưa mọi thứ bệnh tật đến với người, chỉ xin được chạm vào tua áo, và những ai đã chạm được đều được khỏi hết. Ngày nay thưa anh chị em, chúng ta không cần phải chạy đi chỗ này chỗ kia để có thể gặp được Chúa, để chạm được Chúa. Ngày nay thì chúng ta có thể để Chúa chạm chúng ta và chúng ta chạm vào Chúa. Mỗi lần đọc kinh mà là mỗi lần chúng ta chạm Chúa. Đặc biệt mỗi lần đi lễ, lời Chúa chạm chúng ta, mình máu Chúa chạm chúng ta, rất rõ ràng chuyện đó. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh chị em rằng, chúng ta chạm Chúa thường xuyên như vậy mà có cái gì xảy ra trong chúng ta không? Chúng ta vẫn đi lễ, rước lễ đây này, nghe lời Chúa đây này, có gì xảy ra cho chúng ta không? Nếu không phải mỗi lần thì ít nhất sau một thời gian nào đó chúng ta thấy mình như thế nào? Tôi nói lại là ngày xưa thì dân chúng phải đôn đáo chạy hết chỗ này kia, kháo nhau để mà tìm gặp được Chúa, chạm Chúa. Còn ngày nay đâu có cần phải chạy chỗ này chỗ kia đâu. Mỗi lần cầu nguyện, mỗi lần nhớ tới Chúa là một lần chạm vào Chúa. Mỗi lần đọc kinh dù là một dấu thánh giá cũng là chạm Chúa rồi. Đặc biệt là nghe lời Chúa và rước mình máu Chúa. Không phải là chạm tua áo choàng, chạm chính Chúa. Nhưng mà thế mà chạm nhiều như thế mà không có gì xảy ra nơi chúng ta, nơi tâm hồn, nơi cuộc sống chúng ta. Tôi không nói đến bệnh tật, mà tôi muốn nói những biến đổi bên trong con người, cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, ai cũng biết rõ điều đó. Ngài đầy quyền năng sức mạnh của Thiên Chúa. Nên bất cứ ai chạm đến Chúa đều được biến đổi. Các nhà tu đức nói rằng là cầu nguyện thực sự thì luôn luôn có biến đổi. Thánh lễ là một lời cầu nguyện long trọng nhất, cao cả nhất. Thế thì tại sao nó không có biến đổi gì nơi chúng ta? Cái lý do chính yếu thưa anh chị em, đó là đức tin của chúng ta. Đức tin chúng ta còn quá yếu kém. Có, nhưng mà đức tin quá yếu kém. Không đủ để Chúa có thể thực hiện những điều kỳ diệu, những biến đổi, những thanh tẩy nơi con người cuộc sống chúng ta. Chúng ta là những người có đức tin, nên phải
phải có sự đáp ứng của con người tương xứng thì Chúa Giêsu mới làm được. Nhưng mà trước hết tôi muốn hỏi anh xem cái chuyện này. Mỗi lần đi lễ rước lễ, đọc kinh, anh xem nhầm cái gì? Có mục đích gì? Ít người nhầm để được biến đổi, ít người nhầm để được nên giống Chúa, ít người nhầm để làm đẹp lòng Chúa, để thi hành ý Chúa, mà nguyên những chuyện của mình, lo xin ơn này ơn kia mà thôi, nghĩ tới mình, gặp Chúa mà lại cuối cùng lại chỉ có gặp mình mà thôi, bởi vì mình chú trọng tới những ơn này ơn kia cho mình. Đó cũng là thiếu đức tin. Cầu nguyện là đi gặp Chúa, chắc anh xem công nhận điều đó. Thế mà đến gặp Chúa thì mình nghĩ đến mình thôi, cuối cùng mình lại gặp mình, cho nên không có gì xảy ra, không có gì biến đổi, không có gì tốt hơn. Mình lại gặp mình đâu có khá được. Đến với Chúa, nhất là trong thánh lễ này, chúng ta đem tất cả lòng cho chúng ta hướng về Chúa để thờ lạy, tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, yêu mến Chúa. Chứ không phải là đến để xin ơn này, ơn kia. Cái chuyện đó sau. Anh xem đề nghị, anh xem thay đổi cái não trạng, thay đổi cái tâm tình của anh. Mỗi lần đọc kinh, đi lễ, rước lễ. Tâm thay đổi như thế nào? Ngoài cái chuyện bỏ những cái ý cầu xin đó, thì mình phải cảm thấy rằng mình hạnh phúc, sung sướng vô cùng được đến với Chúa. Được nghe lời Chúa, được đụng chạm tới Chúa và được Chúa đụng chạm tới mình. Và để làm cho mình mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, cái biến đổi mà tôi muốn nói đó, Chúa Giêsu đến với chúng ta bằng lời của người bình máu người nhằm để biến đổi chúng ta nên giống Chúa. Chúng ta phải nhầm rõ những cái chuyện như vậy. Lúc đó đẹp lòng Chúa, đúng ý Chúa, như Chúa muốn, thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra nơi chúng ta. Một lần nữa tôi xin phép nhắc lại, đi cầu nguyện để gặp Chúa không phải là gặp mình, tìm ý Chúa không phải tìm ý mình, lo sống cho Chúa chứ không phải là xin Chúa chúc lành cho mình chuyện này chuyện kia, ban ơn này ơn khác, chuyện đó đến sau, không cần. Không cần thiết như chúng ta tưởng đâu. Đó là lý do chúng ta không được biến đổi, thưa anh chị em. Cứ lo đi lễ đọc kinh để được cái này cái kia, nguyên chuyện ở đời này thôi, mà không lo tìm làm đẹp lòng Chúa, không lo làm sao để tôi mỗi lần tôi đi lễ rước lễ tôi được trở nên giống Chúa hơn một chút. Thế thì bao nhiêu lần đi lễ rước lễ đọc kinh chúng ta thấy không? Nếu có chỉ một phần đẹp lòng Chúa thôi, còn nhiều lần chúng ta không đẹp lòng Chúa. Vì chúng ta không tìm Chúa mà tìm mình. Thì cái cuộc đụng chạm với Chúa, ngày nay tôi nói lại, không cần phải chạy đôn đáo chỗ này chỗ kia kháo nhau gì hết cả. Ai muốn đụng chạm tới Chúa được ngay lập tức, nhớ tới Chúa là đụng chạm tới Chúa, làm dấu thánh giá là đụng chạm Chúa, đọc một kinh là đụng chạm tới Chúa và Chúa đụng chạm tới mình. Nhưng mà vấn đề là Chúa đụng chạm mà chúng ta không thay đổi gì hết cả, đó là do chính chúng ta. Chúng ta đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu, đâu có mong chờ chuyện đó đâu, thì Chúa đâu có làm được. Cho nên xin đề nghị, tôi muốn nói đi nói lại chuyện này, đề nghị anh xem rằng mỗi lần đi lễ rước đọc kinh đó để làm đẹp lòng Chúa, để được nên giống Chúa,
để được biến đổi ngày càng nên trở nên thánh thiện tốt lành. Nhận chuyện đó rất rõ ràng. Nghe được lời Chúa, tôi có cảm thấy là sung sướng, thích thú không? Có bao giờ anh xem nghe lời Chúa hay nghe giảng dạy mà cảm thấy chuyện đó đúng với trường hợp của mình không? Tôi cho rằng có. Lúc đó là Chúa chạm đó, chạm đến chúng ta đấy. Nhưng rồi sao? Mình không cố gắng đem ra mà sống thực hành. Rốt cuộc cuộc chạm đó cũng chẳng đi đến đâu cả. Rồi mỗi lần rước lễ là một lần Chúa đã chụp đụng chạm tới chúng ta. Thì Chúa đến với chúng ta đó, rốt cuộc sao? Chúng ta lại chỉ nghĩ tới mình thôi, chỉ nói về mình thôi, không nghĩ tới điều Chúa muốn, điều Chúa chờ đợi chúng ta. Tôi đề nghị hôm nay anh chăm rước lễ này, quên những chuyện khác đi. Bởi vì sao? Những cái chuyện mà mình cầu xin nó Chúa biết hết rồi. Nhưng mà điều hôm nay đó, tôi rước lễ đó, lạy Chúa, Chúa muốn con phải sống như thế nào? Chúa muốn con phải làm sao để cho đẹp lòng Chúa đây? Chúa muốn dạy con điều gì? Chúa đang chờ đợi con cái gì? Một khi chúng ta thành thật tìm ý Chúa, khao khát, thì từng bước một Chúa sẽ cho thấy điều đó. Và đó là điều chính yếu, điều quan trọng mỗi lần chúng ta đi lễ, rước lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Bớt đi những cái chuyện ơn này, xin ơn này, ơn kia. Chúa nói rõ mà. Thiên Chúa biết anh em những cần những gì trước khi anh em cầu xin. Mà biết đâu có những cái chúng ta cầu xin mà không phải là cần thiết như Chúa muốn. Chúng ta cho rằng mình cần nhưng mà Chúa thấy không cần hay là chưa cần. Đó. Nhưng mà cái điều lúc nào cũng cần là ý Chúa, là tìm cách làm đẹp lòng Chúa, làm cho Chúa vui lòng. Lúc nào cũng cần điều đó đối với chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, tôi nói đến những cái chuyện này đó để anh xem là những người thành tâm thiện trí đi lễ, rước lễ hàng ngày đây này. Muốn mời anh em chị em đi vươn tới hơn nữa, chứ không ngừng lại ở cái chuyện chăm chỉ đi rước lễ, đi lễ rước lễ. Chúng ta đã nhiều lần nói với nhau, đi lễ rước lễ là phương thế, là con đường thôi, phải đạt tới cái đích là Chúa Giêsu Kitô. Phải làm sao? Không phải là mỗi lần, ít nhất là sau một thời gian đi lễ rước lễ chăm chú như thế này, chúng ta cảm thấy Chúa Kitô ở trong chúng ta rõ nét hơn, mình nhớ Chúa nhiều hơn, sống cho Chúa nhiều hơn, quên, bắt đầu mình quên mình đi, quên những nhu cầu mình đi, nhằm tới những điều Chúa muốn, Chúa chờ đợi nơi mình. Đó, tôi đưa đến cái đó để anh chăm tự kiểm chứng là xem đời mình tiến triển như thế nào. Và đó là điều Chúa Giêsu muốn. Mỗi lần người lên tiếng dạy dỗ chúng ta, mỗi lần người hiến mình cho chúng ta, tất cả là để nên giống Chúa, nên cuối cùng đặt tới cái chỗ là đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đặt tới chỗ đồng hình đồng dạng tới Chúa Kitô, chúng ta có thể kiểm chứng được một phần nào. Để làm sao? Ai thấy tôi là thấy Chúa. Ai nghe tôi là nghe lời Chúa. Ai gặp tôi là gặp được Chúa. Lúc đó là chứng tỏ rằng Chúa ở với mình.